chào các bạn, mình là Cao Sơn, là chủ sớm hoa Cao Sơn. Thì trong cuộc sống thì hoa mang rất là nhiều ý nghĩa và là một món quà tặng vô cùng đặc biệt với những cái người thân của mình. Ngày hôm nay Sơn sẽ giới thiệu đến các bạn một tác phẩm rất là mới, mang nhiều ý nghĩa trong cuộc sống, và đặc biệt là các bạn có thể tự làm nó để tặng cho những người thân yêu của mình. Bây giờ mời các bạn theo chân Sơn nhé. Để chuẩn bị cho cái tác phẩm này thì các bạn có thể chuẩn bị cho Sơn một cái lẵng hình chữ nhật. Thì có thể là làm bằng giấy hoặc là hộp gỗ, hoặc là những cái lẵng bằng mây, cùng với một số cái loại hoa như là hoa cẩm tú cầu, hoa hồng và một số hoa phụ kiện và một số loại lá. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu làm các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ dùng hoa cẩm tú cầu để cắm trước. Thì ở đây Sơn dùng cẩm tú cầu màu trắng và màu xanh. Các bạn sẽ cắm hoa cẩm tú cầu làm cái nền trước. Với cái tác phẩm này thì các bạn sẽ chọn những hoa cẩm tú cầu nó bé và tròn để cắm vào cái tác phẩm của mình, và các bạn sẽ phân bố nó thật là hài hòa, dùng hoa cẩm tú cầu làm cái nền để tôn cái hoa, những cái loại hoa khác lên. Chúng ta vừa dùng lá cắm để che những khoảng trống và tạo cho cái lẵng hoa của mình nó thêm tự nhiên và sinh động. Sau khi các bạn đã đệm phần lá xong thì chúng ta sẽ bắt đầu cắm thêm những cái bông hoa hồng vào. Thì với cái hoa hồng thì các bạn lưu ý là mình sẽ cắm nó nổi lên trên cái hoa cẩm tú cầu. Có nghĩa là hoa cẩm tú cầu sẽ làm cái nền để tôn cái hoa hồng lên. Sơn dùng ở đây là Sơn dùng cái hoa hồng màu cánh sen. Cái màu này là sẽ là rất là nổi trên cái lẵng hoa. Do cái cẩm tú cầu nó to thì Sơn sẽ chọn những bông hoa hồng cánh sen rất là to để nó hài hòa, nó phối hợp. Ngoài màu hồng cánh sen thì Sơn sẽ chọn thêm một cái màu hồng pastel rất là nhẹ nhàng. Do cái lẵng hoa nó bé thành ra là chúng ta không thể nào mà dùng tất cả những hoa to để đài vô lẵng hoa, thì nó sẽ tạo cái độ nó không được hài hòa lắm. Thì ngoài cái hoa để Sơn sẽ dùng những hoa hồng nhỏ hơn cộng với những số hoa phụ liệu khác nữa. Bố trí những màu sắc cho thật là hài hòa và phối hợp giữa nhiều cái loại hoa với nhau để tạo nên một cái tông màu cho nó ngọt ngào, nó dễ thương hơn. Ngoài ra thì mình sẽ phối hợp thêm những hoa phụ kiện. Ở đây Sơn sẽ dùng một cái loại hoa rất là đẹp, đó là hoa thanh liễu, cái tên cũng đẹp nha các bạn. Mà cái hoa rất là bền và rất là đẹp. Thì cái hoa này nó có hai màu, màu trắng với màu hồng. Ở đây Sơn sẽ dùng cái màu hồng để kết nối giữa cái hoa với nhau. Rồi Sơn đã hoàn thành được một bên này. Ở đây Sơn dùng hai loại lá. Thứ nhất là lá si, Sơn dùng lá si để làm cái nền cho lẵng hoa. Và một cái loại lá thứ hai nữa là tùng đũa. Khi mình làm cái tác phẩm thì mình sẽ chọn cái độ bền của hoa và lá nó phải cùng với nhau để cho các tác phẩm khi mà nó mình để dù như để được một tuần hoặc 5 ngày thì tất cả cái hoa và lá nó sẽ đều tàn dần và đều nhau hết. Và Sơn có một cái loại lá nữa để làm cho cái sản phẩm của mình nó xinh hơn, đó là lá tai lừa. Cái lá này nó không bền bằng những cái lá kia, nhưng mà Sơn sẽ tạo dáng, tạo cái điểm nhấn thôi. Ví dụ như các bạn cắm nó là 3 ngày hoặc 4 ngày, cái lá này tàn, bạn có thể đút nó ra nhưng mà không ảnh hưởng tới cái lẵng hoa của mình. Với cái lẵng hoa này thì theo Sơn là mình để khoảng cái độ bền nó khoảng 5 ngày. Và nếu mà mình chăm sóc đồ kỹ hơn thì nó có thể đến 6 ngày, 7 ngày. Hoa cẩm tú cầu thì mọi người cứ nghĩ là nó sẽ là cái loại hoa nó rất là mau tàn, nhưng là với Sơn nó là một lần hoa, một trong những loại hoa mà nó bền. Cơ bản là cái lăng hoa nó đã hoàn thành rồi các bạn ha. Sơn sẽ
dùng hai chiếc nơ xinh xắn mà bạn Hoàng vừa làm kết vào để cho tạo cho lẵng hoa của chúng ta thêm thật là satin với cái tông màu là màu hồng cánh sen. Mình dùng keo súng để kết cái hoa vào, kết cái nơ vào trong cái lẵng hoa. Thì ngoài cái cách này ra, nếu mà ở nhà mình không có keo súng á, mình có thể dùng cái ru băng mà cột cái nơ, mình cột vào cái lăng hoa của mình luôn các bạn. Chào các bạn, sơn đã hoàn thành xong cái tác phẩm của mình rồi nè. Các bạn thấy có đẹp không? Theo sơn á thì cái lăng hoa này chúng ta có thể tặng nhau trong những dịp sinh nhật hoặc là những cái dịp đặc biệt khác. Với cái tông màu hồng trẻ trung sinh động này thì sẽ nghĩ là một bạn nữ nào được tặng hoa sẽ rất là vui và rất là hạnh phúc.